Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Các bạn có biết rằng là phản ứng chung của người Việt khi mà chúng ta nhìn thấy những người mà khoe cái tài sản lên mạng là gì hay không? Đó là những cái bình luận như là lại lùa gà hay là người giàu thật thì người ta không khoe. Đó, tức là những đứa mà khoe là những đứa mà giả bên trong nghèo rớt mồng tơi. Thật sự ra các bạn chỉ có thể phân biệt được là người ta giàu thật hay là giàu giả. Còn các bạn không biết là có những người giàu thật nhưng mà giàu theo một cái cách kiếm tiền mà bẩn thỉu. Cái xe đó là họ đứng tên thật. Cái nhà đó là họ đứng tên thật. Nhưng mà bằng cách nào? Thì chẳng hạn như là gần đây các bạn đã biết cái vụ việc mà Tuấn Hưng nhập cái thương hiệu đồng hồ của Trung Quốc và quảng bá là đồng hồ này là đồng hồ của Đức. Cuối cùng rồi là fan người ta phát hiện ra là xuất phát của cái nhãn hiệu này là ở Quảng Châu. Hay là các bạn thấy mấy bữa là Huấn Hoa Hồng, một trong những cái tên mà cô hồn mạng đó, được rất nhiều giới trẻ hâm mộ gọi là thầy Huấn, vì thầy có những cái câu mà dạy làm giàu rất là bá đạo. Thì thầy Huấn vừa rồi là vừa bị bắt bởi vì làm nước hoa giả, nước hoa thương hiệu mà Chame. Thì cái chai đó là một trong những thương hiệu nước hoa mà tôi cũng thích xài đó, nhưng mà nó không phải là nước hoa của Pháp. Thì Huấn Hoa Hồng quảng bá là mình là giống như là đại lý chính thức của hãng nước hoa Pháp đó. Và cuối cùng là người ta đột nhập vào, công an đột nhập vào đó, cái kho sản xuất mới thấy nước hoa để trong can nhựa, nhân công là thủ công, coi như là nhân công mà đóng chai là thủ công. Đây là một dây chuyền sản xuất nước hoa giả và đã bị bắt. Rồi các bạn biết rằng là không phải chỉ có là bất động sản mà cả những tên thầu xây dựng bây giờ cũng vậy. Tôi nói đố các bạn, khi các bạn xây một cái căn nhà mà các bạn biết chính xác cái giá của cái dầm sắt, giá của từng viên gạch, và thậm chí là trong cái sắt đó là nó pha tỷ lệ gì. Sắt nó cũng có nhiều loại sắt, gỗ cũng có nhiều loại gỗ, gạch cũng vậy. Vậy thì khi các bạn mà không có kinh nghiệm về xây dựng, các bạn không có quen biết, thì thường là các bạn kêu người ta tới xây và giao khoán cho người ta muốn làm gì làm. Đó, rất ít người là mua sẵn hết vật liệu rồi thuê người. Nhưng mà thiệt sự ra, nếu mà thầu nó ăn không được về cái vật liệu, nó cũng chẳng nhiệt tình xây cho các bạn đâu. Trường hợp này là trường hợp của thằng em vợ tôi. Xây một cái khách sạn, mua hết vật liệu, thế là tên thầu nó cảm thấy nó ăn không được, cho nên rằng nó làm kéo dài tới cả 2 năm trời. Rồi thậm chí rằng là nó còn định là bỏ, nó không bỏ ngang, nó không xây nữa. Đó, bỏ ngang. Thì các bạn hiểu rằng là thầu xây dựng nó ăn của các bạn khủng khiếp như thế nào. À, cho nên rằng là nhiều tên vậy, giàu có, tiền bạc, xe cộ, nhà nó đẹp nhất nách, xe nó còn toàn là xe tiền tỷ, nhưng nó là những đứa lừa đảo. Thậm chí bây giờ tôi nói thị trường mà nhập ngập tràn là hàng hóa, các bạn mà đi mua, thí dụ lên mua phụ tùng xe đi, các bạn vô chợ, các bạn nói bán cho cái phụ tùng của Honda, Yamaha, người ta đưa ra còn trong bao bì đàng hoàng, có tem mác của Honda, Yamaha đàng hoàng. Thì chính tôi cũng vậy. Tôi đi mua một cái con cóc mà công tơ mét của chiếc xe máy, dán nhãn của Yamaha, 30.000. Đem về anh thợ, anh xé bao, nói cái này là đồ lô mà anh, đâu phải đồ của chính hãng đâu. Thế là mình tự đi mua ha, mà mình thấy đầy đủ bao bì này kia, cuối cùng mình mua đồ giả.
Đó. Nó không phải rằng là nó là đồ Trung Quốc mà nó nhái gần giống đâu, mà là nó nhái y hệt. Cái buji đánh lửa NGK nổi tiếng mà bây giờ ngập tràn NGK giả. Bạc đạn này kia cũng vậy. Thật giả lẫn lộn. Vậy thì cái thị trường Việt Nam bây giờ nó bát nháo về hàng giả. Kiểm soát thị trường thì không chặt. Đó. Ông Phúc, ông Đam rời chỗ để người khác lên thay. Rồi liệu người khác lên thay có làm tốt hơn là mấy ông đó hay không? Hả? Điều này thật khó nói. Cho nên một cái xã hội mà đến nỗi mà rối ren, thật giả, giàu nghèo không nói được. Mà người ngoài thì vui lắm. Các bạn dùng cái cảm tính của mình mà các bạn còn chưa biết được người ta sống như thế nào. Có người thì ngưỡng mộ, có người thì chê. Đó. Thì thí dụ như bây giờ, nếu Việt Nam mà bây giờ thay đổi, kiểm soát được hàng nhập lậu tốt. Đó. Rồi xóa sổ được hàng gian hàng giả. Có những cái mà tiết chế về bất động sản giống như rằng là hiện giờ đó, không cho vay vốn để đầu cơ bất động sản. Việt Nam mà có hệ thống là chống tham nhũng tốt thì lúc này mới lòi ra được là ai giàu thật, ai giàu giả, ai giỏi thật và ai không. Thì các bạn mới biết rằng là đến nỗi mà nhiều bạn nam bây giờ, hồi xưa là chỉ có nữ là muốn đi lấy chồng giàu. Bây giờ nó có một cái cụm nữa là chó chui gầm chạng, để chỉ những thằng nam mà đi lấy vợ, ăn bám nhà vợ giàu có. Đó, vốn cũng của vợ, nhà xưởng cũng của vợ. Rồi để mà đổi đời. Đó, đầu tư kỹ ghê. Thì những cái bí quyết mà giàu nhanh của dân Việt Nam toàn là những bí quyết khó đỡ không. Con người nó chỉ hướng đến là cái sự mà giàu có, mà nó không hướng đến là cái năng lực của bản thân. Tôi gặp rất nhiều người hay mở mồm nói cái câu vậy: chúng ta phải. Bản thân tôi cũng vậy, nhân viên của tôi cũng vậy, hay nói chúng ta phải. Đó, chúng ta không được ngồi chờ, chúng ta phải. Vậy thì làm đi, bớt nói lại làm đi. Các bạn có biết rằng là tôi vẫn hay đăng bài lên mạng xã hội, nhưng mà nó không phải là những cái câu triết lý giống như mấy ông mà thành công. Tôi đăng những gì tôi thích. Đó, cũng như là chẳng hạn như là nếu mà ai mà coi mà cái trang cá nhân thì thấy rằng là nó xàm xàm, tại vì đó là cái cách để mà tôi sống và tôi giữ cái sự cân bằng. Đó, thì không phải rằng là mình lúc nào mình phải đóng vai là cái người mà nghiêm túc. Đó, nhưng nếu muốn biết rằng là người đó có làm hay không thì phải nhìn kỹ. Thường thì rằng là những điều mà tôi làm xong rồi thì tôi mới nói. Chẳng hạn như nhân viên nó nghĩ rằng là ồ chắc ông này ông rảnh lắm. Đó, hoặc là ồ ông này ông xuất thân đi dạy, chắc ông không giỏi về mà kinh doanh, về đầu óc. Họ đâu có biết rằng từng những cái là website đến những cái bài viết mà đưa lên mà các group đó xây dựng là cái trang Facebook, thậm chí có những người là chỉ tôi làm cái này nọ, biết nhưng không làm, tại vì mình phải lựa chọn cái gì phù hợp với mình. Ừ. Chẳng hạn như bên trang web
Người ta làm xong cái trang web và người ta ấn cái địa chỉ của trung tâm lên mạng. Nhưng mà khi mà tôi bấm vào, tôi thấy nó không chính xác cái vị trí. Thế là tôi phải chuyển qua dùng là bản đồ Google mà của vệ tinh đó. Và tôi zoom cái hình ảnh nó lớn lên. Và khi tôi phát hiện ra đúng cái vị trí căn nhà của mình, thì lúc này tôi mới đánh cái cột mốc vào. Và sau đó tôi copy cái mã để đưa vào website. Thì nếu như ai lên Google mà đánh, thì nó sẽ chỉ chính xác đến cái vị trí đó. Vậy thì những cái mà ti như vậy, nếu giao người khác làm, người ta làm cho có. Chẳng hạn như người ta đánh vào cái địa chỉ để Google nó mặc định nó tìm. Nhưng mà rõ ràng nó tìm thì không bao giờ mà chính xác hoàn toàn. Ừ. Hay là tôi nói với các bạn. Các bạn mà đem xe đi rửa đi. Thiệt sự ra nếu như các bạn chấp nhận có một cái tiệm rửa xe mắc tiền. Đó, thì nhân viên nó sẽ làm kỹ cho các bạn, nhưng các bạn phải trả nhiều hơn. Còn nếu như mà các bạn tới một cái tiệm rửa xe rẻ tiền, thì người ta có câu tiền nào của đó, nó rửa sẽ dơ hơn. Vậy thì nếu như các bạn mà muốn tiết kiệm tốt nhất, đó là các bạn phải tự rửa. Chỉ có mình tự rửa xe mình thì mình mới kỹ. Đó. Cho nên rằng là có những cái công việc mà không thể giao được, thà là mình bỏ công bỏ sức để mà mình chăm chút. Còn có những vấn đề nếu mà mình phải bỏ tiền thì thà là mình bỏ cho đáng, mình bỏ cho một cái chỗ mà nó làm uy tín thì cái giá nó sẽ khác. Đó. Còn những cái nơi mà vừa uy tín mà vừa có giá cả phải chăng, cực kỳ hiếm. Chắc chắn là những người đó họ sống rất có tâm với lại xã hội. Cho nên rằng là họ tạo ra sản phẩm dịch vụ và họ không muốn ăn mắc, để cho nhiều người cũng có thể trải nghiệm cái dịch vụ đó. Đó là những người cực kỳ có tâm với xã hội, rất hiếm. Và cái đau là khi mà các bạn phải bỏ một số tiền mắc mà các bạn mua một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ mà kém chất lượng, thì đó là của từ bọn lừa đảo. Cho nên đối với bản thân tôi thì khi mà tôi coi những người mà lên mạng nói người giàu họ sống thế này thế nọ, họ tưởng đâu người giàu là cái gì đó giống như quái vật, là người khác thường. Tại vì các bạn chỉ thấy được những cái hình ảnh lộng lẫy, những cái hình ảnh mà lung linh, nguy nga mà họ đã chọn lọc họ đưa lên mạng. Còn khi các bạn sống ở trong chính bản thân mà cái môi trường đó, các bạn mới hiểu. Thì chính vì vậy mà nhiều bạn nếu mà theo cái kênh này lâu thì là bây giờ cũng đã rõ rồi, tôi cũng không cần giấu. Là tôi ở trong một cái gia tộc mà lớn như vậy. Nha. Thì các bạn thấy một điều. Tết năm nào tôi cũng phải ngồi chung với những người mà có tiền mà nắm trong tay cả ngàn tỷ. Đó. Xe hơi mà xe siêu sang gì đó. Giống như vừa rồi cũng vậy. Ha. Tôi nói vui với bạn bè, tôi phải đậu xe kế chiếc Bentley của anh Tuấn, chủ tịch là Sơn Kim Lan, Sơn Kim Group. Tôi nói đậu kế đó áp lực quá. À, xe mình rẻ tiền, xe người ta mắc tiền. Thì đối với này là nhiều người, họ ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu. Còn đối với bản thân tôi thì tôi chỉ thấy rằng một điều. Đằng sau đó có thật sự là cái hạnh phúc hay không? Đằng sau những tấm hình mà hào nhoáng, những bài báo mà ca ngợi, có thật sự là mọi thứ trong đó đều ổn định hết hay không? Thì tôi xin thưa rằng là không. Và tôi cũng nói thẳng với các bạn một điều gì. Có những người
họ không phải rằng là giàu có là nhờ cái trình quản lý, trình làm ăn cao siêu của họ. Các bạn cũng đã đọc qua nhiều người thành công trên thế giới rồi. Có những người thất bại rất nhiều lần, khởi nghiệp và lỗ vốn rất nhiều lần trước khi mà họ tìm ra được một cái sản phẩm dịch vụ mà có thể sinh lời. Những con người đó khi mà khởi nghiệp, các bạn thấy họ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Đúng nghĩa rằng là từ con số 0, không khách hàng, không nhân viên, không được biết đến. Vậy thì kiếm được nhân viên mà như ý mình khó không các bạn? Khó. Kiếm được nhân viên mà tâm ý là dành cho tổ chức khó không các bạn? Khó. Đó. Nhiều tên đi làm cũng chỉ là vì nịnh bợ. Nhiều tên đi làm việc đối phó, kiếm được người như ý khó lắm. Rồi kiếm được nó rồi, có chắc rằng là nhân viên người ta sẽ ở lại với mình lâu dài không? Hay là đến một lúc nào đó họ cũng vì cái chuyện cá nhân họ phải đi. Vậy thì giữ họ, kiếm ra họ rồi giữ họ là một vấn đề của những người quản lý. Nan giải lắm. Rồi khách hàng. Khách hàng đến với các bạn đủ loại. Người dễ tính, người khó tính. Người biết đánh giá, người không biết đánh giá. Người biết rằng là các bạn là bán cho họ cái sản phẩm dịch vụ tốt, thì cũng có người là sẵn sàng là đi ra ngoài nói xấu các bạn. Khách cũng nhiều loại khách. Đó. Rồi để được biết đến, đâu phải cứ là quảng cáo là người ta tin đâu. Bây giờ nhiều người người ta cũng biết những chiêu trò quảng cáo quá. Cho nên rằng là quảng cáo hay là chiêu thị để người ta đến trải nghiệm cái dịch vụ của mình, trở thành khách hàng của mình là cũng đủ nhiêu khê rồi. Có khi các bạn tốn cả núi tiền quảng cáo ha, mà cái người đến, cái doanh thu các bạn còn không đủ để trả tiền nữa kìa. Cho nên rằng là lên mạng nói mồm rất là nhiều, chúng ta phải rồi làm đi rồi mới thấm được. Còn đối với tôi thì cái quản lý giỏi là gì? Đó là các bạn biết cách là khơi gợi cái điểm mạnh và điểm yếu của từng người. Và các bạn phải nhìn nhận được người nào mà phấn đấu tốt, người nào có năng lực gì. Thậm chí cái đứa mà hay mà mách lẻo, có nên tận dụng nó hay không? Đó. Chẳng hạn, không phải nhân viên nào của các bạn cũng xuất sắc, mà có những người họ rất thụ động nhưng mà họ cực kỳ trung thành. Vậy thì bài toán các bạn đặt ra là nếu như thấy họ thụ động, mình có nên sa thải họ hay không để kiếm một cái người năng động. Nhưng mà kiếm một cái người năng động rồi nó có trung thành hay không? Vậy thì lúc này các bạn phải cân ở cái vị trí đó. Mình cần một cái người thụ động và lâu dài, nhưng mà mình có thể mà cố gắng thay đổi họ. Hay là mình tuyển một cái người mà tốt vào cái vị trí đó, nhưng mà cái đứa này có khả năng nó sẽ nhảy việc. Đó, tại nó có năng lực mà. Thì ngay cả khi mà các bạn đưa một người vào một vị trí, các bạn cũng suy nghĩ. Đó là cái mà quản lý phải làm. Biết đặt người đúng chỗ, khơi gợi cái thế mạnh của nhân viên mình, đồng viên những người mà yếu hơn tiến bộ. Và đương nhiên rằng là người chủ phải là cái người có chính kiến riêng. Các bạn không thể nào nghe nhân viên mình hay là người khác nói này nói nọ rồi các bạn là làm theo liền ngay lập tức. Đó. Giống như chẳng hạn khi tôi nghe mà người này nói xấu người kia, tôi vẫn nghe. Nhưng mà thay vì nói qua nói lại, tôi phải đi xác minh. Xong rồi tôi gặp trực tiếp cái người bị nói xấu, tôi coi rằng là người ta nói anh như vậy đó đúng hay sai. Vậy thì nếu như mà anh giải thích tôi và tôi thấy hợp lý, thì tôi cũng sẽ nói với cái người nói xấu đó, tôi đã xử lý rồi. Vậy thì khi mà anh nói về người khác, anh muốn cho tôi thấy rằng là anh có đóng góp xây dựng cho doanh nghiệp. Đó.
Vậy thì tôi sẽ đi xác minh và tôi ghi nhận cái điều này. Nhưng mà tôi vẫn phải phân biệt là anh nói để tốt hay là anh nói để thỏa mãn bản thân anh. Đó. Vậy thì giữ được cái nội đoàn kết ở trong nội bộ, và cũng phải cho họ biết rằng tôi vẫn có cái sự suy xét của tôi. Đó. Có thể rằng là lúc mà anh nói tôi lộ cái vẻ tôi khó chịu và tức giận, nhưng mà khi mà tôi gặp cái người đó, tôi không thể nào cho họ thấy mình áp ngay từ đầu mình khó chịu, thì họ sẽ không có muốn thể hiện cái quan điểm nữa. Đó. Thì cái khả năng nữa của người quản lý là khả năng thu hút. Tôi nói thật chứ, thu hút các bạn không thể nào các bạn nói với người ta rằng người ta phải hết lòng với mình, thương yêu mình, mà chỉ rằng là các bạn có thật sự là cho họ thấy các bạn nghĩ tới họ hay không. Giữa mà cái mức lương ví dụ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng mà hàng ngày các bạn biết cái người nhân viên của mình, họ phải chi phí, họ lo cho cuộc sống của họ. Đó. Thậm chí gần đây vậy, có một bạn nhân viên hỏi tôi rằng là bạn muốn mua cái điện thoại, tại vì bạn có một cái nghề phụ thêm, đó là trang điểm cho khách. Thì khi mà bạn nói tôi bạn muốn mua một cái điện thoại, đó, thì bạn mới lưỡng lự, bạn không biết mua cái nào. Cho nên là tôi giúp cho bạn. À, tôi nói bạn nè, vô trang web lựa giá cả và tư vấn cho bạn biết mẫu nào mới, mẫu nào mà chức năng như thế nào. Rồi sau đó bạn quyết định bạn mua một cái iPhone cũ. Thì tôi mới đi hỏi bạn. Tôi có một bạn nó đang là muốn bán. Thì khi mà tôi hỏi bạn tôi rằng là hôm bữa là nghe đâu là người nhà mày xách tay mày một cái mà nó dư nó không xài, hay để lại tao đi, nhân viên tao muốn mua. Thì bạn tôi nó nói giờ bán không biết bán nhiêu, cho nên tôi lên mạng tôi check giá xong, tôi nói bây giờ bán cái mức giá này đi. Thì lúc đầu nó cũng lưỡng lự, tôi mới nói cái này không phải tao mua, cái này nhân viên tao mua, nó khó khăn lắm á, mày coi như mày thương nó đi. Thế bạn tôi nói hồi bán luôn. Thì khi tôi đưa cho nhân viên tôi nói vậy cho tao mượn đi, tao cho nó coi coi nó thích hay không. Thế tôi đưa cho nhân viên tôi, bạn nói bạn thích, nói thôi vậy thì em giữ đi, đó, để mà tôi trả tiền cho nó trước, rồi khi nào mà có lương rồi tôi trừ lại sau. Đó. Thì tôi mới vừa rồi là mua cho bạn là trước Tết, để bạn có cái mà bạn chụp hình trong Tết, rồi qua Tết phát lương trừ sau. Cho nên những cái nhỏ nhỏ như vậy, mà nếu như các bạn, khi mà các bạn quan tâm đến nhân viên của mình, thì từng những cái nhỏ nhặt, các bạn không phải rằng là hòa tan, không phải rằng là đi nhậu nhẹt, nhưng mà các bạn phải lắng nghe và cái tâm sự của họ. Đó, trao đổi với họ. Thật sự ra thì họ sẽ không biết hết được những gì mà tôi nghĩ. Giống như là khi tôi nói ra, tôi ngồi trao đổi với họ về định hướng và tôi muốn làm cái gì. Có những cái rằng là họ đóng góp vào tốt, nhưng mà thật sự có những cái tôi không buông ra hết. Đó. Cái nghệ thuật quản lý là như vậy. Nhưng mà nếu như các bạn nói rằng là một người giỏi thì làm gì chắc chắn cũng sẽ thành công, không. Tôi không bao giờ tôi nói tôi tự tin như vậy. Tại vì nhắc lại là chính những người mà tài năng, chính những tỷ phú, ngay cả ông Donald Trump cũng đã từng là phá sản cả triệu đô, rồi sau đó là về mượn ba mình làm tiếp. Cho nên đừng nói rằng là bây giờ các bạn thấy họ thành công rồi các bạn nghĩ rằng là họ một bước lên mây. Không phải.
vẫn có những cái mà các bạn không thể nào tính toán trước được. Đó là thời vận của các bạn. Thì chính vì vậy, cứ rằng là mình chỉ dám nhắc mình là cố gắng. Rồi một ngày cũng vậy, ngày nào cũng phải suy nghĩ mình làm gì làm gì. Tại vì tôi nói cái tuyệt chiêu giống như rằng là những người mà thành công á, đó là khi họ quan tâm tới cái gì, họ phải luôn luôn họ nghĩ tới. Thì khi các bạn nghĩ quá nhiều, từ sáng đến tối các bạn đều nghĩ, mình làm gì đây, nó bế tắc ở chỗ này, giải pháp nó ra sao, làm sao để xử lý đây, thì các bạn cứ từ sáng tới tối mình cứ quanh đi quẩn lại cái câu hỏi đó trong đầu, thì thường là mình sẽ dễ dàng bắt gặp những cái yếu tố để giúp mình tìm câu trả lời. Nó có thể là trong một bộ phim, nó có thể trong một cuốn sách, nó có thể thậm chí trong một câu chuyện mà người khác kể cho các bạn. Thì khi các bạn đang lưu tâm đến nó thì các bạn mới tìm ra giải pháp. Đó là cách mà Newton tìm ra lực vạn vật hấp dẫn. Đó là cách mà người ta tìm ra được các định luật, các nhà khoa học. Đó là luôn luôn nghĩ và quan tâm đến cái chuyên môn của mình. À, còn một thằng quản lý dở, nó chỉ quan tâm đến cái túi tiền của nó, nó chỉ quan tâm là làm sao để nó triệt người khác, nó chỉ quan tâm làm sao để nó luồn lách, à, lúc thì trốn thuế, lúc thì là làm sao để mà lừa người ta, làm sao để lên mạng sống ảo cho người ta tin, làm sao để khoe cái này khoe cái nọ. Đó là những thằng mà bất tài, nhưng mà những thằng đó vẫn có thể rất giàu, giàu bẩn. Đó. Vậy thì bản thân tôi qua Tết tôi vẫn gặp rất nhiều cái khó khăn. Và thật sự chứ các bạn thấy, làm ăn đừng bao giờ nhìn về bề ngoài của họ. Nếu các bạn nhìn ra bề ngoài tôi nè, tôi có nhà, xe hơi, quá trời xe máy, gia đình sung túc. Nhưng mà bên sau đó, tôi phải gánh nợ, tôi phải suy nghĩ rằng là mình phải làm sao để mà mình tạo ra coi như là giảm cái chi phí. Lúc nào mình cũng phải suy nghĩ rồi mình phải làm gì để đổi mới. Đó. Rồi bây giờ là kế hoạch mà khuyến mãi mới. Qua Tết mình làm gì nữa. Trong đầu mấy ngày Tết cũng chẳng được nghỉ ngơi. Cứ phải ngồi suy nghĩ. Đó. Cho nên nhìn một cái người mà quản lý các bạn thấy cười cười. Nhưng mà nếu là quản lý mà đúng chất thì họ gần như không bao giờ được nghỉ ngơi. Còn nhìn mà những đứa mà mở mồm ra nói chuyện lý thuyết nhưng mà nó vẫn có thể rằng là nó bỏ việc nó đi đâu đó chơi. Đối với tôi thì một ngày mà tôi không suy nghĩ tới chuyện làm ăn là tôi cảm thấy rằng là y như rằng là có những thứ nó đi xuống. Một ngày mà mình không quan tâm đến nhân viên thì vẫn có thể rằng là họ sẽ biến chất. Còn những thằng mà đi chơi được tôi dám cá là có người gánh cho nó. À, hoặc là ba mẹ nó, hoặc là vợ hoặc chồng của nó gánh. Nó chỉ là người phụ nhưng mà nó bước ra đường thì lúc nào nó cũng phải là nhân vật chính diện. Đó. Bên trong trời biết. Còn quản lý đúng, không một ngày nào mà được lơ là. Đó là lý do mà tại sao có nhiều người giàu có nhưng mà họ không thể nào mà đi chơi đi nghỉ được. Tại vì lúc nào họ cũng lo rằng là cái công việc của họ sẽ có vấn đề. Lúc nào họ cũng lo lắng như vậy. Cho nên người ta nói rằng là làm giàu, cuộc sống của người giàu không bao giờ mà sung sướng. Không bao giờ được vô lo là như vậy. Ngày nào cũng phải lo. Đó. Thì đó là cái mà để cho các bạn biết được thế nào là người giàu thật và thế nào là người giàu giả. Nha. Đừng nhìn vào cái vật chất mà họ có.